Cậu học trò đứng trước lớp ra điều kiện rúng động với thầy giáo làm cộng đồng mạng ráo riết tìm anh Tư. Trước áp lực thi cử thì sẽ có nhiều thầy cô khuyến khích học sinh bằng cách cho học sinh chọn phần thưởng khi đạt thành tích cao. Cậu học trò này cũng như thế, sắp thi học kỳ nên để có áp lực tạo nên kim cương thì cậu học sinh này đã mạnh dạn đưa ra điều kiện với thầy rằng nếu như được 9 điểm môn lịch sử và địa lý thì... Dạ, nếu ai học kỳ này môn lịch sử thì địa lý ai được 9 điểm thì cao nắm tay này. Giọng nói trẻ thơ lạnh lót cùng với dáng vẻ ngượng ngùng hồn nhiên nhưng vẫn rất dạn dị của cậu nhóc này đã khiến cho mọi người phải cười lăn cười bò. Nhưng bên cạnh đó, cũng như người tò mò về dung nhan của người thầy này như thế nào mà cậu học trò này phải quyết tâm đạt điểm cao để được nắm tay vậy. Đương nhiên là cộng đồng mạng đã ra tay truy tìm danh tính của thầy giáo và công nhận là thầy đẹp trai thiệt nha. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, môi cười xinh như hoa đáng yêu thầm. Mời đẹp! Mời đẹp! Nhiều người đã để lại bình luận hưởng ứng câu chuyện của cặp thầy trò này. Cười chết mất, nhưng mà tôi vừa vào kênh thầy xem thì thấy thầy đẹp trai thiệt đó. Sao mới bé lớn mà biết mê trai rồi vậy? À nhưng mà thầy đẹp trai như này thì bảo sao mà không mê. Bé dễ thương quá à, giờ ra ngoài cho cô nắm tay thầy nha. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về màn đòi quà thưởng của cô học trò này? Để lại bình luận bên dưới cùng chúng mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.